Đây là chuỗi video dành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung, được chia sẻ từ mình, một người tự học sau một năm đã có được bằng HSK5. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để nói lời cảm ơn và cách các bạn sẽ đáp lại lời cảm ơn. Bên cạnh đó, đối với những bạn mới bắt đầu học thì từ vựng này khá là khó để cho các bạn có thể ghi nhớ và viết được. Nên ở cuối video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn ghi nhớ và viết được từ này luôn nha. Đầu tiên, cảm ơn. Xie xie. Ngoài ra, cảm ơn bạn, cảm ơn ông, cảm ơn bà thì các bạn có thể thêm nǐ, nín. Xie xie nín. Hoặc là các bạn muốn nói cảm ơn nhiều, tài xie xie lợ. Các bạn đã học được 3 mẫu câu vô cùng đơn giản để nói cảm ơn một người nào đó. Xie xie, xie xie nǐ, tài xie xie lợ. Vậy làm sao để chúng ta đáp lại lời cảm ơn của người khác? Trong sách các bạn học được là bǔ kè jì. Vậy thì các bạn hãy học thêm những cách sau đây nữa nhé. Không cần cảm ơn đâu. Bǔ yòng xiè. Hoặc là bǔ xiè. Không có gì đâu. Mèi shì. Ờ, đó là chuyện tôi nên làm thôi. Yīngkài tè. Đến đây thì các bạn cùng ôn lại với mình nhé. Xiè xiè. Bǔ yòng xiè. Bǔ xiè. Bǔ kè jì. Mèi shì. Yīngkài tè. Các bạn hãy thường xuyên luyện tập để biến những cái chúng ta học thành cái của bản thân mình nhé. Mỗi chữ Hán được cấu thành từ các bộ thủ. Vậy thì các bạn hãy phân tích từ đó bao gồm những bộ thủ nào và chúng ta xây dựng câu chuyện cho từ đó là được. Chẳng hạn như từ xìa, nghĩa Hán Việt là tạ. Trong từ này sẽ có 3 bộ thủ. Bộ ngôn, nghĩa là lời nói. Bộ thân, nghĩa là thân thể. Cuối cùng là bộ thốn, một đơn vị đo chiều dài, chính là tóc. Vậy thì các bạn xây dựng câu chuyện cho từ xìa. Khi cảm ơn, các bạn hãy dùng đến lời nói, bộ ngôn. Và các bạn hãy cúi người, cúi thân thể của mình xuống. Thân thể, bộ thân. Và các bạn cúi xuống một tấc, chính là bộ thốn. Vậy xìa, bộ ngôn, bộ thân và bộ thốn. Và các bạn có để ý thấy không? Với 214 bộ thủ, gặp bộ nào thì các bạn hãy học bộ đấy. Đừng có học một lần quá nhiều bộ thì các bạn sẽ không nhớ được hết. Nếu các bạn cảm thấy xa lạ với phương pháp này, chưa hiểu được phương pháp này như thế nào thì các bạn hãy tìm xem video về cấu tạo chữ Hán. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất tần tật nguồn gốc của chữ Hán và cái phương pháp mà chúng ta sẽ dùng để mà ghi nhớ chữ Hán như thế nào. Và mình có để link ở bên dưới. Các bạn nhớ tìm xem nhé. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích những video như thế này thì các bạn hãy nhấn nút like, subscribe bên dưới. Các bạn muốn đón xem những video mới nhất của mình thì hãy nhấn nút chuông ở bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn.